Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ Bảy ngày 24 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã dành một ngày họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8. Trong 8 dự án luật pháp lệnh và đề nghị xây dựng luật mà Chính phủ xem xét thảo luận, có nhiều nội dung được xã hội, người dân, doanh nghiệp rất quan tâm và kỳ vọng sẽ tháo gỡ được nhiều bất cập vướng mắc pháp lý hiện nay. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và pháp lệnh quản lý bảo vệ khu di tích lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ cũng thảo luận về 3 đề nghị xây dựng luật, đó là luật đầu tư công sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, gồm luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đấu thầu, và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 7 luật, gồm luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật dự trữ quốc gia, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật chứng khoán, luật quản lý thuế. Trong đó, với các luật về thuế, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xây dựng là hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tiêu dùng, phát triển kinh tế xã hội, vừa hạn chế được mặt tiêu cực đến sức khỏe con người, vừa khuyến khích các mặt hàng có lợi cho xã hội, người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời, chống thất thu thuế, nhất là trong thương mại điện tử. Với các luật về đầu tư, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu khôi phục lại phương thức BT, BOT nhằm khơi thông, huy động mọi nguồn lực của xã hội, tháo gỡ được vướng mắc và mở rộng lĩnh vực trong hợp tác công tư. Với các dự án giao đất, Thủ tướng yêu cầu cần quy định thời hạn, đến khi hết hạn thì phải kiên quyết thu hồi. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ rất quyết tâm thực hiện đột phá về hoàn thiện thể chế. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý sẽ giúp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực từ hợp tác công tư, đặc biệt góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh một số nguyên tắc quan trọng trong xây dựng pháp luật. Cái nguyên tắc chung là làm sao khi mà xây dựng rồi sửa đổi, hoàn chỉnh ban hành các cái dự án luật, các cái văn bản quy phạm pháp luật là phải làm được, phải có tính khả thi, phải có tính hiệu quả, tránh là cái việc mà khi ban hành ra rồi thì lại vướng, lại không làm được. Cái lưu ý thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước là thực hiện đúng cái nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình mà không ra vào cụ thể, không tạo ra cơ chế xin cho, tạo ra những cái cơ chế phiền hà sách nhiễu với người dân để tăng cái chi phí tuân thủ, tăng cái thủ tục hành chính. Một là chúng ta xây dựng cái quy hoạch này, kế hoạch này, chương trình này, xây dựng quy trình này, tiêu chuẩn này, quy chuẩn này, xây dựng cơ chế chính sách này, xây dựng các cái hành lang pháp lý, xây dựng các cái công cụ để chúng ta giám sát, chúng ta kiểm tra, chúng ta đôn đốc, rồi rà soát lại xem quá trình làm có cái gì vướng mắc phải xử lý ngay. Cái ý thứ ba cần phải lưu ý là tăng cường cái phân cấp phân quyền. Sáng nay chúng ta làm đấy, nó vướng là vướng cái phân cấp phân quyền. Thì phân cấp phân quyền này đi đôi với lại cái phân bổ nguồn lực và thiết kế cái công cụ để giám sát, kiểm tra, đôn đốc và tăng cường cái trách nhiệm của cái người được phân cấp phân quyền. Thứ tư là không có cải cắm lợi ích riêng, không vì cái cục bộ của các địa phương, của cơ quan, của đơn vị mình rồi là ôm hết lên trên bộ để mà làm, ôm hết lên trên cái ngành mình để mà làm. Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng pháp luật cần kế thừa những quy định còn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành, thiết kế công cụ để xử lý linh hoạt những vấn đề đột xuất, bất ngờ. Đồng thời phải khẩn trương ban hành văn bản dưới luật, không để gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp, người dân do việc chậm ban hành. Với khối lượng lớn, 25 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các dự án luật, phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, quy định. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập thành lập các đơn vị chuyên môn, chuyên biệt để ưu tiên đào tạo về nghiên cứu vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Rà soát đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ quan nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước để đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao,
nhất là trong các lĩnh vực trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, trong đó có nội hàm về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thúc đẩy việc hình thành, phát triển hệ sinh thái, các trung tâm và mạng lưới đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên các chương trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trên, chủ trì nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút nhân tài khoa học và công nghệ từ nước ngoài và từ khu vực công nghiệp về cộng tác, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, ưu tiên phát triển các trung tâm tính toán dữ liệu lớn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong công điện, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động tích cực thu hút đầu tư để phát triển hệ sinh thái công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công điện này. Sáng nay, tiếp đoàn chức sắc chức việc Giáo hội Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả hoạt động của giáo hội trong thời gian qua, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe người dân bằng y học cổ truyền, nhất là trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 khi mà chưa có vaccine và phác đồ điều trị chuẩn mực. Thời gian tới, đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn giáo hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp với chính quyền đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện tốt hơn nữa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo, gắn với chăm lo an sinh xã hội, chung sức xây dựng quê hương đất nước. Nhiều dự án đầu tư công tại các tỉnh miền Trung đang được thi công bất kể ngày đêm để tránh mùa mưa bão sắp đến. Dưới sự giám sát chặt chẽ của các cấp chính quyền thì các dự án được thanh toán nhanh chóng qua kho bạc đã giúp cho tiến độ càng được đẩy nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Khởi công đầu năm nay, dự án mở rộng cảng cá Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có tổng đầu tư 280 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân trên 55% vốn do được kho bạc thanh toán vốn kịp thời. 100% hỗ trợ thì đã gửi qua cái dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết cả cái khoản thanh toán thì được thanh toán ngay sau khi hồ sơ chuyển đến kho bạc 1 đến 2 ngày. Thời điểm mà số lượng hồ sơ giao dịch tăng cao thì kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã bố trí cán bộ làm thêm ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và ngoài giờ để kịp thời tiếp nhận xử lý thanh toán. Giải ngân đạt 62,3%, Hà Tĩnh thuộc top 10 địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhất toàn quốc. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai nhanh kế hoạch vốn và thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án. Chúng tôi phải giao cho tất cả chủ tư bán dự án là phải giải ngân 100%. Và cũng có phải có cam kết, nếu như đơn vị nào mà giải ngân không hoàn thành thì đồng chí trưởng ban dự án chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo ủy ban tỉnh, và dự án nào chậm cắt nguồn vốn để chuyển sang dự án khác. Tỉnh Nghệ An cũng đã giải ngân đạt trên 47% kế hoạch đầu tư công năm nay. Nhiều dự án đã giải ngân vượt kế hoạch như đường giao thông nối Vinh Cửa Lò giai đoạn 2 có tổng đầu tư trên 1.400 tỷ đồng sắp được thông xe, vượt tiến độ hơn 10 tháng. Cho nên các hồ sơ tạm ứng thanh toán của chủ đầu tư diễn ra thì được xử lý rất là kịp thời và nhanh chóng, tạo điều kiện cái nguồn vốn về sớm nhất cho nhà thầu, góp phần đưa cái dự án sớm hoàn thành. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án. Hàng tuần, kho bạc nhà nước cung cấp số liệu để Ủy ban Nhân dân tỉnh có các giải pháp tháo gỡ ách tắc trong giải ngân, giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu giải ngân đạt mục tiêu 95% đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra. Sau một năm khởi công cùng với nhiều lần tìm kiếm nguồn cát đắp nền thì đến nay dự án đường vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có đủ cát để tăng tốc xây dựng. Nếu không cung cấp đủ cát thì dự án sẽ chậm tiến độ và có nguy cơ bị tăng vốn. Không chỉ thế, hàng loạt công trình trọng điểm của thành phố cũng rơi vào tình trạng bấp bênh,
nếu như cứ thiếu cát. Vì vậy, đảm bảo đủ cát hoặc là tìm nguồn nguyên liệu khác để có thể thay thế đang là một trong những trọng tâm ưu tiên của thành phố. Dự án đường vành đai 3 có nguy cơ chậm tiến độ và thậm chí là tăng vốn bởi không đủ cát. Từ nay đến cuối tháng 8, dự án cần khoảng 20 triệu mét khối cát để đảm bảo tiến độ. Nhưng tới thời điểm này mới chỉ huy động được 700.000 khối cát. Để giải quyết bài toán cát cho dự án đường vành đai 3, giải pháp trước mắt là huy động khai thác từ 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long, nâng công suất khai thác cát lên gấp đôi. Trong đó đặc biệt là Vĩnh Long thì dự kiến từ tháng 9 đã có thể có những mét khối cát đầu tiên. Tiền Giang thì cũng đầu tháng 9 là theo kế hoạch sẽ cũng bắt đầu cung cấp được cát cho vành đai 3. Tuy nhiên, không chỉ có dự án đường vành đai 3, hàng loạt công trình trọng điểm khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thấp thỏm đợi cát. Theo tính toán, dự án cải tạo kênh Hàm Lương bến cát Rạch Nhất Lên xây được hai bên cũng đang cần khoảng 1,8 triệu mét khối cát san lấp để làm nền. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cần 150.000 mét khối cát để hoàn thành. Để giải quyết nhu cầu lớn về cát như hiện nay, nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp đột phá là chuyển hẳn sang những loại vật liệu như tro sỉ hay cát biển. Kể cả những cái giải pháp liên quan đến sỉ, cho sỉ hoặc là cát biển thì tôi nghĩ rằng Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc là các cơ quan liên quan nên có những cái giải pháp trả lời sớm để mà giúp cho cái công tác chủ động các cái nguồn nguyên vật liệu cho các cái dự án giao thông. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tổ công tác vật liệu cùng chủ đầu tư đang tích cực phối hợp làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre hoàn thiện thủ tục cấp phép các mỏ cát phục vụ cho dự án đường vành đai 3 theo tiến độ. Nhà giàn JK1 đã được phủ sóng 4G. Đây là kết quả của chuyến công tác hơn 3 tháng của các kỹ sư Tổng công ty Mạng lưới Viettel. Chuyến công tác với nhiệm vụ bảo dưỡng trạm thu phát sóng di động PTS và phát sóng hai trạm 4G trên các nhà giàn JK1. Việc kết nối giúp cho các cán bộ chiến sĩ ở trên các nhà giàn được gần nhà gần bờ hơn. Việc gọi điện thoại video call hay còn gọi là điện thoại thấy hình từ nay có thể thực hiện được ngay từ nhà giàn mà không phải chờ vào bờ. Hiện tại thì Viettel mới phát sóng 4G được 2 nhà giàn. Các cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn còn lại cũng mong muốn một ngày không xa cũng sẽ được thấy hình ảnh người thân hàng ngày. Chiều tối nay, một số nơi như là Thanh Hóa, Hòa Bình hay Hà Nội đã có mưa to. Dự báo mưa còn tiếp diễn cả đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa đến sáng mai tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Phía Tây Bắc Bộ, mưa còn kéo dài đến đêm mai, có nơi mưa to trên 200mm. Vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất cục bộ, mưa lớn nên lũ trên một số sông trong tối và đêm nay sẽ lên. Dự báo sông Cầu qua Bắc Ninh và sông Thương qua Bắc Giang sẽ quanh mức báo động 1, đề phòng ngập úng các vùng trũng thấp ven sông. Để đảm bảo an toàn thì Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai có công văn chỉ đạo các tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang lên phương án bảo vệ các trọng điểm đê sung yếu và tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều. Khoảng 1.500 hectare lúa tại tỉnh Sóc Trăng đã bị thiệt hại đầu năm nay do xuống giống muộn hơn khuyến cáo hoặc là nông dân tự bố trí sản xuất ở những vùng phải bỏ vụ. Dù đã được cảnh báo từ ngành nông nghiệp địa phương là thiếu an toàn, thế nhưng hiện nay thì một số bà con ở vùng trũng thấp vẫn tiếp tục xuống giống vụ thu đông. 1,3 hectare lúa của anh Toàn đã được hơn 50 ngày tuổi. Những năm trước, anh cũng như nhiều bà con đều bỏ vụ thu đông. Nhưng năm nay, vụ hè thu kết thúc sớm, nên anh quyết định xuống giống thu đông với hy vọng là thu hoạch trước mùa mưa bão. Chắc cũng phải có rủi ro mùa mưa, sợ lép, mưa nó lép rồi nên nhà nước không khuyến cáo cho xạ, nhưng mà bà con thấy gì xạ vậy thôi. Một số diện tích xuống giống sớm, lúa cũng đã được khoảng 60 ngày tuổi. Tuy nhiên gần đây, do mưa lớn, việc gieo xạ không đồng loạt, sâu bệnh tấn công nên chi phí đầu tư tăng gần gấp đôi so với vụ hè thu. Mới cắt rồi xạ liền nó ăn phân lắm, với gạ đâu đó, gạ gom rồi với nó còn nó vàng, vàng lá làm phải xài thủ cơ này kia cho nhiều vô. Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân không nên sản xuất vụ thu đông ở những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng. Tuy nhiên gần đây giá lúa tăng khoảng 1.000 đồng một ký nên bà con vẫn chấp nhận rủi ro. Thời gian thu hoạch vụ lúa thu đông rơi vào tháng 9, tháng 10, tháng cao điểm của mưa. Đặc biệt ở những vùng trũng thấp, nếu gặp một hoặc hai cơn bão thì khả năng bị ảnh hưởng về năng suất chất lượng là rất khó tránh khỏi.
hiệu quả của cái vụ thu đông những năm trước đây đó ở cái khu vực này thì nó không cao, cho nên hiện nay thì ngành nông nghiệp là khuyến cáo là bà con không nên xuống giống ở những vùng này, mà chúng ta kết hợp để nuôi cá đồng để nâng cái hiệu quả, cái giá trị của đất sản xuất của mình, và đồng thời cũng là để chúng ta chủ động tốt hơn cho cái hiệu quả của cái vụ đông xuân trong thời gian tới một cách tốt nhất. Theo dự báo, từ nay đến tháng 10 có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Các địa phương trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tiếp tục xuống giống vụ thu đông ở những vùng hệ thống thủy lợi chưa được khép kín. Cả nước có trên 315.000 hộ nghèo cần hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở. Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã có nội dung về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhưng mỗi chương trình lại có một quy định khác nhau. Không phải lúc nào thì người nghèo cũng có thể tham gia vào các chương trình này. Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng chị Thanh cũng đã hoàn thành căn nhà mới trị giá 300 triệu đồng. Trong đó 40 triệu đồng được nhà nước hỗ trợ, còn lại là vay mượn thêm. Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng với chị Thanh, ước mơ đã thành hiện thực. Vẫn vay mượn anh em, xong rồi ngân hàng, vẫn phải vay. Có nhà mới thì phấn khởi hơn, phải đi làm để trả nợ. Không phải ai cũng có thể làm như vậy. Thuộc diện hộ nghèo và có nhà rột nát, anh Thiềng được xã hỗ trợ một con trâu và 40 triệu đồng để làm nhà mới. Xong chẳng biết vay mượn ở đâu để đủ xây nhà, nên anh đành từ chối nhận tiền hỗ trợ. Nhà nước cho hỗ trợ cho nó được bao nhiêu phần trăm mình làm được thì mình mới làm. Tại những xã vùng đặc biệt khó khăn, có rất nhiều gia đình đã từ chối nhận tiền hỗ trợ như gia đình anh Bình vì họ không có khoản thu nhập nào khác ngoài số tiền ít ỏi từ nông nghiệp hay chăn nuôi. 40 triệu thì người ta chỉ đủ cái tiền công vận chuyển và một chút vật liệu. Vì vậy là các hộ gia đình hiện nay là có hộ thì dám đăng ký mạnh dạn. Khi mà đăng ký để xây nhà, xây mới thì họ phải còn có nguồn lực bổ sung thêm thì họ mới mạnh dạn đăng ký. Đối với những hộ nào có khả năng đối ứng để thực hiện thì đối với là cơ sở thì mới rà soát để đưa vào danh sách là đề xuất để phê duyệt. Bất cập của chính sách hỗ trợ xây nhà hiện nay là mức hỗ trợ còn thấp, Cao Bằng, chưa tính tới đặc thù vùng miền. Tiêu chí hỗ trợ xây nhà dừng lại ở nhà cấp 4 với tường cứng, nền cứng, mái cứng. Nhà nước chỉ hỗ trợ người dân xây dựng, còn sửa chữa nhà chưa đạt trong tổng thể quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội đi kèm như là điện, đường, trường, trạm. Cơ chế hỗ trợ trực tiếp và cho vay với lãi suất thấp chưa phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của nhiều hộ nghèo. Cùng với lại cái hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương bằng hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu rồi công xây dựng vân vân thì có lẽ là cái việc 70 triệu, 80 triệu trở lên thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Theo thống kê, cả nước hiện còn 315.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở. Các địa phương đang nỗ lực triển khai để đến hết năm 2025 hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 145.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa được thành lập để tiếp nhận quản lý sử dụng các nguồn tài trợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân. Đây được kỳ vọng sẽ là một cú hích quan trọng giúp cho hàng triệu người có thêm nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cho việc xóa nhà tạm và nhà dột nát. Tối nay, Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội vừa thực hiện lấy tạng từ người cho chết não và tiến hành ghép hai quả thận đồng thời. Đây là lần đầu tiên việc lấy và ghép tạng được thực hiện tại cùng một bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trường hợp chết não hiến tạng là một người đàn ông 32 tuổi, trước đó bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng ở đầu, được chuyển từ Bệnh viện Đông Anh đến Bệnh viện Sanh Pôn vào đêm ngày 22 tháng 8. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương và nhanh chóng được tiến hành can thiệp vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên là tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Vào lúc 3 giờ 15 ngày 23 tháng 8 thì đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân chết não. Sau 3 lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi. Gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng, dự kiến có 4 tạng được lấy để ghép cho 6 người. Ngay sau khi lấy tạng thì Bệnh viện Sanh Pôn đã tiến hành ghép thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối đang chạy thận tại bệnh viện.
thông qua trung tâm điều phối tạng quốc gia thì gan sẽ được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đặc biệt là quả tim sẽ được vận chuyển bằng đường máy bay vào Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với quả tim được hiến này thì đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghép tim. Để chuẩn bị cho ca lấy tạng từ người cho chết não, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán chết não và ghép tạng cho Bệnh viện Sanh Pôn. Đây là bước ngoặt trong hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng như các bệnh viện khác trong ngành y tế thủ đô. Và đây là tiền đề rất quan trọng để cho Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tiếp tục triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Ngay sau khi lấy đa tạng, Bệnh viện Sanh Pôn sẽ triển khai ghép hai thận từ bệnh viện. Bước ngoặt về chuyên môn này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn toàn bệnh viện, đồng thời cũng khẳng định hiệu quả của sự hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Sanh Pôn và Bệnh viện Đức cũng như các bệnh viện khác trong toàn hệ thống. Và thời điểm này thì tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội, các y bác sĩ vẫn đang trong ca phẫu thuật lấy tạng của người cho chết não. Và trong đêm nay, tạng sẽ được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện để tiến hành ghép cho người bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về kết quả của những ca phẫu thuật ghép tạng trong những bản tin tiếp theo. Mỹ công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Quân đội Việt Nam Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển. Quân đội Israel vào ngày hôm qua và rạng sáng nay đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào dải Gaza và miền nam Liban trong bối cảnh các nỗ lực nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được thúc đẩy. Những đề xuất mới đã được đưa ra nhằm thuyết phục lực lượng Hamas trở lại bàn đàm phán hướng tới một thỏa thuận hoàn toàn diện. Còi báo động và những tiếng nổ rền vang ở miền bắc Israel và miền nam Liban khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah giao tranh vào ngày hôm qua. Theo các nguồn tin an ninh, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 6 tay súng Hezbollah và một trẻ em thiệt mạng. Trên mặt trận với phong trào Hamas, các cuộc không kích của Israel và thành phố Khan Yunis, miền nam dải Gaza rạng sáng nay đã khiến ít nhất 9 người Palestine, trong đó có 2 phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng, 15 người khác bị thương. Trong khi đó, dự kiến cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Gaza sẽ được nối lại vào ngày mai tại Cairo, Ai Cập. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút quân đội Israel khỏi biên giới Gaza với Ai Cập như một phần của giai đoạn đầu thỏa thuận ngừng bắn để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Các nguồn tin từ giới chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận một phần yêu cầu này. Đề xuất này cũng đã được Ai Cập chuyển tới Hamas nhằm thuyết phục lực lượng này quay trở lại bàn đàm phán vào ngày mai. Bộ Tài chính Mỹ vào ngày hôm qua đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ bộ này tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người trong nhóm đồng cấp của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ tài chính, chứng khoán, cho vay bất động sản và các công ty tài chính khác của Nga. Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington DC chưa phản hồi về các lệnh trừng phạt mới này, tuy nhiên Moscow luôn phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của phương Tây và nhiều lần tuyên bố họ đã vượt qua được những thách thức từ những đòn cấm vận này. Lực lượng an ninh Nga ngày hôm qua đã đột kích vào một nhà tù ở vùng Volgograd để giải thoát các con tin bị những tù nhân tự nhận mình là các tay súng của IS bắt giữ. Các báo cáo cho biết là ít nhất 104 kẻ bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt. Truyền thông Nga cho biết 4 nghi phạm là công dân của Tajikistan và Uzbekistan, 3 người đang ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy và người còn lại vì tội giết người không có chủ ý. 4 phạm nhân này đã dùng dao tấn công các quản giáo và phạm nhân khác khiến cho 3 nhân viên nhà tù thiệt mạng và 5 người khác bị thương, đồng thời bắt một số nhân viên trại giam làm con tin. Tiếp theo là các tin vắn về chính sách tài chính từ Mỹ và Nhật Bản. Tại hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách lãi suất. Tuy nhiên, thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu đầu vào, triển vọng tăng trưởng và sự cân bằng với các rủi ro. Tín hiệu rõ ràng hơn của Fed về xu hướng cắt giảm lãi suất đã khiến cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh
trên 1% giá trị trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Bên cạnh phát biểu về hướng đi của chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed cũng đánh giá kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ổn định. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda hôm qua cho biết có thể tăng lãi suất một lần nữa nếu lạm phát và nền kinh tế Nhật Bản diễn biến như mong đợi. Tuy nhiên, ông Ueda cũng cho biết không vội vàng lên kế hoạch thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo vì cần phải theo dõi thận trọng tác động của thị trường tài chính hiện tại đến triển vọng lạm phát. Tại cuộc họp tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất cơ bản lên 0,25%, chấm dứt 6 năm liên tục duy trì mức lãi suất 0%. Các cuộc đình công do hai công ty đường sắt lớn nhất Canada tiến hành đã khiến cho mạng lưới vận tải trên toàn quốc bị tê liệt. Thiệt hại ước tính lên đến 341 triệu đô la Mỹ một ngày. Công ty đường sắt quốc gia Canada và công ty Canadian Pacific Kansas City đã dừng dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt trong ngày 22 tháng 8 và ngăn gần 10.000 lao động làm việc sau cuộc đàm phán không thành công với Liên đoàn Lao động Teamster. Điểm bất đồng chính giữa hai bên liên quan đến những đề xuất về thay đổi lịch trình làm việc của đội lái tàu. Liên đoàn Lao động Teamster cảnh báo là sẽ phát động một cuộc đình công mới nếu không đạt được thỏa thuận. Nếu cuộc đình công tiếp tục diễn ra, nó không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế của Canada, mà sẽ ảnh hưởng tới việc vận tải hàng hóa sang Mỹ. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động vận tải hàng hóa khu vực Bắc Mỹ. Trung bình mỗi ngày, thì hai công ty đường sắt nói trên vận chuyển lượng hàng hóa trị giá vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trên khắp Canada và Mỹ. Ít nhất 30% người Việt Nam trưởng thành thiếu vận động thể lực. Đó là nghiên cứu của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Tố chất về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam vì thế mà cũng bị xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn. Có hai lý do chính dẫn đến thực trạng này, đó là thiếu thói quen luyện tập thể chất của một số người và thiếu sân chơi thể thao phù hợp trong cộng đồng. Bận rộn, không có thời gian là lý do của nhiều người khi nói về việc không tập thể dục, ít vận động. Thậm chí, việc đi bộ ăn trưa đôi khi cũng được thay thế bằng cách gọi đồ ăn qua các ứng dụng. Rất hiếm khi tập thể dục. Có thể nói là không tập thể dục. Những người sắp xếp được thời gian hoạt động thể thao lại gặp khó khăn vì thiếu sân chơi. Gần nửa đêm, giờ đi ngủ của nhiều gia đình lại là lúc các bạn sinh viên ra sân đá bóng. Khung giờ 10 rưỡi đêm đến 12 giờ đêm được lựa chọn vì số lượng sân ít, khó thuê sân ở khung giờ sớm hơn. Khung giờ đó là sẽ thường có giá là từ 400 hoặc đến 500 tùy sân và tùy khu vực ạ. Những khung giờ sớm hơn thì giá nó sẽ giờ vàng sẽ từ 1 triệu đến 800. Nên bọn em chọn khung giờ sau muộn vì giá thành rẻ, hợp lý với sinh viên. Nhiều lúc muốn đá sớm nhưng mà những khung giờ khác thường sẽ không có vì văn phòng họ hay đặt sớm nên là bọn em không có. Nhưng việc vận động thể thao dẫn đến thức khuya và tắm muộn lại là thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến mạch máu não. Số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 20 đến 25%. Cái chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ không điều độ, từ đó ảnh hưởng đến cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, làm có thể hình thành các mảng vữa xơ từ sớm. Sinh viên thiếu sân chơi vào khung giờ phù hợp. Người lớn tuổi thì phải chọn vỉa hè làm nơi tập thể thao vì thiếu không gian công cộng. Nhưng chơi trên vỉa hè cũng không phải dễ bởi hàng quán đã lấn chiếm hết cả. Hiện nay, vườn hoa sân chơi trong nội đô thành phố Hà Nội mới chỉ đạt 1,7 m² cho một người, tức là thấp hơn cái mức bình quân. Theo khuyến nghị của WHO, để khỏe mạnh, người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút một tuần cho các hoạt động thể chất cường độ vừa phải. Có nghĩa là chỉ khoảng hơn 20 phút mỗi ngày, tương đương với việc xem nửa tập phim hay lướt hơn 10 video ngắn. Nhưng xem ra, điều này không dễ thực hiện với nhiều người. Nhiều dự án đầu tư công tại các tỉnh miền Trung đang được gấp rút thi công để tránh mùa mưa bão. Giải ngân đạt 62,3%, tỉnh Hà Tĩnh thuộc top 10 địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhất toàn quốc. Tỉnh Nghệ An cũng đã giải ngân trên 47% kế hoạch đầu tư công của năm nay. Nhiều dự án đã giải ngân vượt kế hoạch như đường giao thông nối Vinh Cửa Lò giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, sắp được thông xe, vượt tiến độ hơn 10 tháng. Khoảng 1.500 hectare lúa tại Sóc Trăng đã bị thiệt hại vào đầu năm nay do xuống giống muộn hơn khuyến cáo hoặc là nông dân tự bố trí sản xuất ở những vùng phải bỏ vụ. Tuy nhiên gần đây thì giá lúa tăng vào khoảng 1.000 đồng một kg nên bà con vẫn chấp nhận rủi ro.
Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân không nên sản xuất vụ thu đông ở những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng. Vẫn có những bất cập trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, ví dụ như là mức hỗ trợ còn thấp, cao bằng, chưa tính tới đặc thù vùng miền. Tiêu chí hỗ trợ xây nhà dừng lại ở cấp 4 với tường cứng, nền cứng và mái cứng. Nhà nước mới chỉ hỗ trợ người dân xây dựng, còn sửa chữa nhà thì chưa đặt trong tổng thể quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội đi kèm như là điện đường, trường trạm. Quân đội Israel vào ngày hôm qua và rạng sáng nay tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Gaza và miền Nam Liban, trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được thúc đẩy. Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 6 tay súng Hezbollah và một trẻ em thiệt mạng. Dự kiến cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Gaza sẽ được nối lại vào ngày mai tại Cairo, Ai Cập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin. Xin kính chào, tạm biệt.